Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ mang khẩu đua Gatling VIP vào chế độ siêu zoom bay. Ui dồi ôi, zoom non này, hứng chó à. Bơi hết vào đây, mình sẵn sàng ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Đâu rồi, chạy đâu ấy? Rồi chúng ta sẽ lên khu vực thùng hàng để triển khai cái chiến thuật quay tay. Vâng, một mình tao ăn tất. Này thì bơi hết vào đây. Đâu rồi? Ui dồi ôi, anh em dâm bay đâu? Tập hợp hết lên thùng hàng xem nào. Lấy, ui dồi, dùng non nó yếu thế. Vài viên là knock out. Cái gì đây? Ui dồi, tơ yếu ấy kìa. Còn tơ bất lực rồi. 400 viên đấy. Đâu rồi? Lấy đi lên. Ui dồi ôi, multi. Anh em đâu? Đang nộ nào? Lên đi! Cái định mệnh nữa. Đang nộ này. Úi xôi ôi! Lại tiếp tục nộ. Lại tiếp tục multi. Úi xôi ôi! Mình bắt đầu cảm thấy miếng ăn là miếng nhục rồi anh em ạ. Ây da! Thì có khó. Bời hết lên đây. Đằng nào cũng nằm xuống đã. Úi giời ơi! Tờ kìa! Bật nguyên cho mình bộ giáp, vẫn nằm xuống như thường. Bây giờ còn thằng nào trâu hơn thì cứ bơi hết vô đây. Ui dồi ôi. Lại multi. Cái định mệnh. Vâng, Thẩm Du sướng thế nhé. Lâu rồi mới biết được cái trò này. Từ cái hồi chơi game ra mình chưa Thẩm Du bao giờ. Lâu lâu rồi chúng ta sẽ đổi gió một cái nó vui đi. Đi săn nó bình thường quá rồi. Bơi hết lên đây. Mật khẩu này nó mạnh thế. Úi dồi ôi. Trâu đâu? Bò đâu? Lượn vào đây xem nào. Này thì trâu bò. Hết đạn, hết đạn. Úi dồi ôi. Tí nữa sắp mạt. Vâng, phê quá nhà bạn. Ủa, mà nãy giờ không thấy ai chat chửi lên cái câu gì luôn ấy. Phòng này hiền thế. Lâu lâu gặp được cái phòng hiền bờ lờ. Úi dồi, chat lên được kìa. Biết ngay mà. Ôi, kiểu gì nó chả chát lên một câu. Xúc phật. Trời ơi. Đi vào lòng người. Mặc dù như thế nhưng bọn mình đéo quan tâm đâu. Ok, mình bỏ qua trận lúc nãy tại vì nó ít zombie quá anh em ạ. Có mỗi hai con zombie bắn đi bắn lại chán phết. Bọn kia quyết định AK luôn cho nó chất. Nhưng cơ bản là không thằng nào cận chiến được. Tại vì cái bao nhiêu nòng súng nó chĩa vào ấy thì thằng nào mà ăn kill cận chiến được cơ chứ. Cứ thế là bắn hết trận thôi. Chán lắm. Úi dồi ôi, ngân lùn 2K2 được chọn làm tờ chim to. Vâng, bạn ấy có kích thước chim rất là to nên sẽ được chọn làm tờ nhá. Úi dồi ôi, cái hàng thôi. Rồi thôi xong rồi. Té thôi. Trận này dự đoán sẽ là nhiều zombie. Còn anh tơ khá là chim khá là to nên cù rũ được rất là nhiều anh em. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Vâng, tập này chắc phải lên thùng hàng quay tiếp thôi. Đúng rồi. Anh em đâu? Bơi hết vào đây. Rồi. Này, lên đây. Úi dồi ôi, nó lại yếu quá cơ. Lại multi này. Sao lại xuống này? Tơ đâu rồi? Thiếu tơ là một cái gì đấy rất sai lầm. Đây này. Cường thi này. Hủy diệt này. Cái định mệnh. Úi dồi ôi. Nó sướng vãi xoài. Mà có thêm nộ nữa thì một mình tao chấp hết. Bố mình cân đi. Đã am phết anh em ạ. Vâng, rồi chạy luôn. Này thì mực fake này. Hủy diệt này. Tơ này. Cương thi này. Bơi hết vào đây. Dùng non đâu rồi? Thiếu mỗi dùng non thôi. Úi dồi ôi. Dùng non mà vào đây thì đúng là một viên chết. Tơ bắt đầu chơi bài quay lưng với đối thủ. Bây giờ bạn có
quay đít là quay cái gì vào mặt tụi mình thì bạn cũng phải nằm xuống hết thôi. Úi dồi ôi, úi dồi, quay cái gì? Bây giờ quay cái gì đây? Còn 15 giây, anh em đâu lên đây? Đúng rồi, úi dồi, đúng rồi. Một mình ăn tất anh em ạ. Đầu tiên là hai thằng cùng đứng với nhau, mỗi ăn ăn hết. Đít 8 là thẩm dư làm gì nhỉ? Người ta thích thì người ta thẩm dư thôi, tha thu mà. Sao không đi săn bạn? Cầm đua gắt linh thì cứ ngồi thẩm dư cho nó sướng thôi. Đi săn làm cái gì cho nó mệt người. Bọn thằng kia cơ bản là có mình đứng cạnh thôi, chứ không thì nó chết mà lắm rồi. Nói chung là dã man, clip này khá là dã man. Man rợ. Ở cái định mệnh nữa đó. Lầy lờn vờn trước mặt ân này. Cái gì đây? Sao nhiều đứa lờn vờn thế? Úi dồi ôi, multi chưa? Rồi, lây nhiễm liên hoàn nhá. Tiếp nó, đúng rồi, hay quá. Rồi, chết tiếp này. Còn chúng ta sẽ đến với phần hero. Hero mà đi chung với nhau như này. Đi chung này. Đi chung này. Rồi, một bé đã lên thiên đàng. Ấy chết nhầm, xuống địa ngục trần gian. Còn bé nữa. Bạn này là Hunter, bạn kia là nữ thần bảo thủ. Rồi, Hunter nữ thần bảo thủ thì cũng phải nằm xuống hết thôi. Chả thằng nào đứng lên làm gì. Rồi, lên thùng hàng để quay tay. Ok, fine. Ôi dồi ôi, cái định mệnh đó. Này, quay. Quay đi. Ui, yếu rồi. Yếu rồi. Này yếu lắm rồi nha bạn. Chỉ cần một chạm nữa thôi. Một chạm nữa thôi là bạn ấy lên Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thank you.